trăng êm đềm trong sáng ngân nga, tiếng tơ reo sầu nhớ chan hòa. Mai Vy xin trân trọng kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn đến với quý vị hàng tuần trên làn sóng của đài SET 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19. Ngày hôm nay kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với nam ca sĩ trẻ của trung tâm Asia, đó là Kaden. Thân mến chào Kaden. Dạ, chào chị. Và Kaden xin kính chào quý vị khán thính giả của đài SET và chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn. Vâng, phải nói là lâu lắm rồi Mai Vy và Kaden mới có dịp gặp nhau, dạ, đặc biệt rồi. Là trên TV phải không ạ? Dạ. Thì Mai Vy được biết Kaden là nam ca sĩ trẻ của trung tâm Asia, nhưng mà một thời gian ngắn đây thì không thấy Kaden, thì what happening? Tại vì rất có nhiều sự thay đổi, thì Kaden cũng đã nghỉ ngơi khoảng chừng 4 năm. 4 năm. Và bây giờ thì Kaden đã trở lại với lại trung tâm Asia với cuốn là Mẹ Fatima, vừa rồi mới phát hành, và cuốn thứ hai là Asia 80. Vâng. Atlantic City. Atlantic City, yeah. Đúng rồi. Vậy thì trong cái thời gian vắng bóng đó thì Kaden có nhớ sân khấu không? Dạ cũng nhớ chứ, nhưng mà cái đó cũng là một cái cơ hội để mình refresh. Tại vì lúc hát cho tới cũng gần hơn 10 năm, nên em nghĩ cũng có một cái thời gian nên cho mình break nghỉ ngơi, một chút. Yeah, break một chút. Yeah. Vậy sau thời gian break này trở lại là có nhiều chuẩn bị và thay đổi mới lạ phải không? Dạ đúng, dạ, chuẩn bị chu đáo hơn. À. Và trong cái lúc mà nghỉ mệt thì mình ngồi đó, mình có thời gian mà mình coi lại thì mình thấy những cái gì mình có thể mình tiến bộ thêm và khai thác những cái mới hơn. Coi như những ưu khuyết điểm mình rút dạ, ra. Đúng, dạ đúng, đúng dạ không? Đúng. Vậy thì lần trở lại này thưa quý vị chắc chắn là rất là phải nói chu đáo lắm của Kaden. Nhưng mà đồng thời thưa với quý vị, Mai Vy cũng hơi ngạc nhiên, đó là một tiếng hát trẻ mà hay nhảy nhót. Vậy trong cái cuốn mà đặc biệt thánh ca của Asia thì không biết Kaden hát bài gì? Dạ em hát bài Bless the Lord là ngợi khen Chúa với lại Đặng Minh Thông và Lê Quốc Tuấn. Thì bài đấy thì không có nhảy, nhưng mà hát chung với mấy cha thì rất vui. Tuy là video nào đa số thì Kaden cũng nhảy nhiều, nhưng mà thiệt ra Kaden cũng hát nhạc chậm chứ không phải là không. Đúng, đúng, nhưng mà người ta quen cái hình ảnh trẻ trung, nhảy nhót của Kaden mà có cái style rất là đặc biệt. Dạ, cảm ơn chị. Rồi kế tiếp là cái cuốn gì, Asia 80. Dạ, yeah, Celebration, The Beginning. Cái cuốn này thì cũng nói về sự trở lại của không những Kaden, nhưng mà cái quan trọng hơn là giám đốc của trung tâm Asia là chị Thi Vân. Sau khi mắc căn bệnh thì chị trở lại, thì chị sức khỏe chị trở lại, chị chỉ muốn coi như là celebrate life, coi như là cũng tốt. So, các anh chị em ca sĩ thì ai cũng ủng hộ chị Thi Vân hết, nên ai cũng muốn là do well, ai cũng muốn là làm cho tốt, là cái bài mình cho hay cho đẹp, nên quý vị phải phải ủng hộ. Nói cái tên Celebrate là đã thấy là rất là hào hứng phải không? Yeah, yeah, phấn khởi. Yeah. Vậy thì để đánh dấu cái mà sự trở lại của Kaden, đặc biệt là để cho quý khán giả của chúng ta được thưởng thức tiếng hát cũng như là biệt tài nhảy của Kaden, thì Kaden có thể cho Mai Vy cũng như quý khán giả được nghe một bài hát của trung tâm Asia đã thâu. Dạ, yeah. Và đây là bài hát Trái Tim Dại Khờ, là bài hát đầu tiên mà Kaden sau khi hát với nhóm Asia 4. Kaden thì hát hát đơn, hát một mình, thì bài này là Kaden đã viết và hòa âm trong cuốn Tiếng Hát Trái Tim, và tựa bài này là Trái Tim Dại Khờ.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay sau phần thông tin thương mại. Đêm nay, khi ánh trăng lên đèn trong sáng, ngân nga tiếng tơ reo sầu nhớ chan hòa. Đêm nay, ánh trăng lên đèn trong sáng, ngân nga tiếng tơ reo sầu nhớ chan hòa. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn. Bài hát hồi nãy phải nói là rất là hay. Thì hiện tại bây giờ thì Ca Đình có sáng tác thêm bài nào không? Dạ rất là nhiều. Wow. Dạ rất là nhiều. Thì em sẽ có một cái YouTube channel của em luôn. Uh-huh. Thì những bài mới thì em sẽ để lên đó. Và thể vay những cuốn music video trong chổng nữa. Và cộng thêm thời gian đó thì em sẽ có một cái food show, coi như là cũng đi đây đi đó ăn đồ ăn rồi về nhà làm lại. Trong Asian World Media. Thì mời quý vị đón nhận trong tương lai gần sắp gần đây. Nếu vậy là trên YouTube thì có xin Cardin lặp lại là làm sao mà để cho fan có thể đi vô coi cái đó? Thì lúc quý vị lên trển thì quý vị sẽ đề là Cardin Nguyễn thôi. Thì sẽ có cái channel trong trọng. Thì những bài, những sáng tác mới thì Cardin sẽ để lên trển. Tại vì nhiều khi chúng mình hát cho Trung tâm Asia thì mỗi cái video nó đều có một cái tựa đề riêng. Thì chưa chắc gì những có nhiều bài Cardin sẽ không có cơ hội để lên đó. Đúng rồi. Thì nó phải phù hợp. Đúng rồi. Và nhiều khi cũng có lần mà anh Trúc Hồ với lại chị Thương có nói, thí dụ mà em mà hát nhạc chậm thì lên video ai nhảy đây? Thì bởi vậy Cardin lên video lúc nào cũng phải hát nhanh là rồi. Vì cái lý do đó nên những cái bài mà chậm hơn, những cái bài mà không có vào chủ đề của Trung tâm Asia thì Cardin sẽ lên để lên chậm. Tại vì trong thời gian qua thì Cardin có rất nhiều bài sẽ không có tung ra được là tại vì đó. Còn ở đây thì Cardin sẽ đưa lên chậm, và những ai mà thích nhạc của Cardin thì cứ vào đó nghe miễn phí, không có rất dễ dàng hơn. Cái này rất là hay, bởi vì thực sự Mai Vy rất đồng ý với Cardin, nói là anh Trúc Hồ nói là nếu mà Cardin hát nhạc chậm thì ai hát nhạc nhanh đây, phải không? Thành ra trong một cuốn video nó có đủ hết thể điệu,
để cho làm vừa lòng tất cả quý khán giả, đúng không? Rồi lại tùy theo cái chủ đề nữa. Bởi vậy đôi khi một người biết sáng tác như là Carden không có thể hiện hết trong một cuốn video được, mà một năm hầu như thưa quý vị mỗi trung tâm chỉ làm có khoảng 4 cuốn là nhiều. 4 cuốn là hơn, đa số là 3 cuốn. Dạ, là nhiều đó thưa quý vị. Thành ra những cái sáng tác mà 4 năm qua ấp ủ, quý vị hãy đón coi trên cái channel mà trên YouTube á, Carden Nguyễn, là chắc chắn sẽ thưởng thức những cái sáng tác mới của Carden cũng như là những hình ảnh video mới của Carden, đúng không? Dạ. Dạ. Thì nhân dịp này Carden có gì tâm tình với quý khán giả của mình không? Dạ, Carden thì vẫn muốn cảm ơn những người ủng hộ Carden trong những năm qua. Và nói hơn nữa là cảm ơn quý vị đã support Trung tâm Asia. Và tới lúc này là lúc mà Trung tâm Asia rất cần sự ủng hộ của quý vị. Tại vì kinh tế của nhạc thì dạo này cũng không có khá cho lắm. Nên quý vị nên ủng hộ, mỗi người giúp một tay. Thì Trung tâm Asia sẽ được duy trì cái văn hóa của người Việt Nam mình trên hải ngoại. Tại vì theo Carden nghĩ thì càng nhiều trung tâm thì càng tốt. Để giữ gìn văn hóa Việt Nam. Dạ, không những vậy mà thí dụ mà có nhiều trung tâm thì nhạc Việt Nam mình ở trên hải ngoại nó sẽ hay hơn. Lúc nào nó cũng vậy hết trơn. Nên Carden vẫn mong là quý vị vẫn mở lòng nhân ái và giúp đỡ Trung tâm Asia và những trung tâm khác. Và nói chung là vậy. Nhưng mà đặc biệt là Trung tâm Asia là tại vì Carden hát Trung tâm Asia. Đúng rồi. Mai Vy thấy là Carden nói rất là đúng. Xin quý vị hãy ủng hộ cho Trung tâm Asia, đặc biệt là chào đón sự trở lại, sự lành bệnh của giám đốc trung tâm. Một thời gian qua đã bị đau, thành ra là không có để hết tâm trí vào được. Nhưng mà bây giờ trở lại với cái cuốn Celebration đó thì quý vị biết là sẽ có rất nhiều thay đổi, mà đặc biệt đó là thay đổi đi lên. Thành ra quý vị hãy ủng hộ Trung tâm Asia, phải không? Dạ, có một điều nữa là trong thời gian qua thì cũng có sự lũng củng nội bộ trong Trung tâm Asia. Anh Chúc Hồ cũng đã chia tay làm việc với Trung tâm Asia. Thì trong thời gian đó thì Carden không có ở Asia nên Carden không có biết rõ là vì sao, nhưng mà đôi lúc phải có những cái sự thay đổi lớn đó thì nó mới có sự thay đổi khác. Thì Carden biết là 100% là Asia muốn đi một cái phương hướng khác. Cái những cái chuyện đó quý vị có thể là chưa thấy được qua một đêm, nhưng mà nó từ từ nó sẽ đi về cái phương hướng khác. Nên bởi vậy nên Carden rất là Asia rất là cần sự giúp đỡ của quý vị để đẩy thêm cái phương hướng đó. Tại vì anh chị em ca sĩ cái hạnh phúc nhất trên đời là được quý vị chấp nhận. Thì những cái công sức, những cái vất vả nó sẽ rất là đáng. Vậy bây giờ để mà tạm biệt quý khán giả, xin mời Carden cho khán giả thưởng thức một nhạc phẩm nữa. Và sau đây là bài hát Tia Nắng, và cũng là bài hát mà Carden cũng đã sáng tác và hòa âm. Hỡi em yêu, trong tình yêu ta đầy bao dối lừa. Đôi khi trong tình yêu anh tìm được vui tươi. Nhưng rồi một ngày em đến cho anh lòng ngất ngây như mộng mơ. Anh biết cuộc tình ta có những lúc thân tình.
Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Tiếng Hát Với Cung Đàn. Đến đây xin tạm ngưng. Mai Vi chân thành cảm ơn quý vị. Thân mến chúc quý vị và gia đình một tuần lễ được nhiều an vui, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Đêm nay, khi ánh trăng lên đêm trong sáng, ngân nga tiếng tơ reo sầu nhớ chan hồn.